Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở chương trình Học Tiếng Hoa qua những bài văn ngắn, phần 41 của chương trình sơ cấp. Chủ đề của phần 41 này là DVD phan trai bình xăng lì. DVD tức là cái đĩa đó, đĩa DVD. Phan trai là để ở hoặc là cất ở, bình xăng lì là trong tủ lạnh. Sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc một lần trước cái nội dung này, rồi sau đó mình sẽ giải thích chi tiết nha. Ta bắt đầu nghe nào. David thay sĩ hoan khan tiên nhìn lơ. Tha mải tờ phẳng zi yu yi ge he yi khan tiên nhìn tờ phẳng chén. Yên wei fei chẳng sĩ hoan khan tiên nhìn thiên yên yue, so yi tha tờ gia lì yu hẳn tố DVD. Tha yu yi xie DVD phang zai bing xăng lì. Tha so 已经这样做了27年了。他听说40度以下是放DVD的最好温度。 Sau đây chúng ta xem mình giải thích cái nội dung chi tiết nha. 大卫太喜欢看电影了。 David tức là 大卫, David 太喜欢看电影了, là thích xem phim lắm hoặc là rất thích xem phim. Chúng ta lưu ý cái cấu trúc là thay cái gì đó lơ, tức là quá hoặc là lắm. Ví dụ thay họ lơ là tốt quá, bạn làm như vậy tốt quá, nhỉ cho dân cho thay họ lơ. Rồi, chín tháng của thay mặn là hôm nay tôi bận lắm. Chứ cứ thay ta là cái này lớn quá, chứ cứ thay xẻo là cái này nhỏ quá. Rồi, ở đây là thay xì hoan là thích lắm, thích quá gì đó. David thay xì hoan khan tên nhìn lơ. Rồi là David thích xem phim lắm hoặc là rất thích xem phim. Tha mải tờ phẳng zi, tha mải tờ phẳng zi, cái căn nhà mà anh ấy mua, phẳng zi là căn nhà. Yu yi ge he yi khan tian yin de fang jian. Yu yi ge là có một cái, yu yi ge đây ta xác định từ trung tâm của nó là yu yi ge fang jian, có một căn phòng. Rồi cái căn phòng nó như thế nào thì những cái yếu tố nó nằm phía đằng trước. Dù gì cơ khở gì khan tiên nhìn tờ phẳng chén, có một cái phòng mà có thể xem phim được, tức là cái phòng để mình nghe nhìn đồ này nọ. Mình sẽ đọc lại nha. Ta quê thay sĩ hoan khan tiên nhìn lơ. Tha mải tờ phẳng zi dù gì cơ khở gì khan tiên nhìn tờ phẳng chén. Yên quê phê chẳng sĩ hoan khan tiên nhìn. Yên quê phê chẳng sĩ hoan khan tiên nhìn, bởi vì vô cùng thích xem phim hoặc là cực kỳ thích xem phim. Rồi thiên yên duê là nghe nhạc nữa. Số gì tha cha lị dỗ hành tố DVD. Số gì tha cha lị, cho nên trong nhà của anh ấy dỗ hành tố DVD là có rất nhiều đĩa DVD, có rất nhiều DVD. Yên quê phê chẳng sĩ hoan khan tiên nhìn thiên yên duê, số gì tha tờ cha lị dỗ hành tố DVD. Tha yu yi xie DVD phang zai bing xiang li. Tha yu yi xie DVD, anh ấy có một số DVD, có một số đĩa DVD. Phang zai để ở, bing xiang li là trong tủ lạnh, cất ở trong tủ lạnh. Tha shuo, anh ấy nói, tha yi jing zhe yang zuo le 27 nian le. Tha yi jing zhe yang zuo le, anh ấy đã làm như vậy. Zhe yang zuo le làm như vậy, zhe yang zuo le là đã làm như vậy. Yì jīng cũng là đã, yì jīng đi với lơ, yì jīng ở đây mang cái chức năng là nhấn mạnh. Tha yì jīng zuo, tha yì jīng zhe yang zuo le 27 nian le, anh ấy đã làm như vậy 27 năm rồi. Câu mà có hai từ lơ thì ta hiểu rằng là đã xảy ra trong quá khứ, mà nó diễn ra tới hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang diễn ra. Ví dụ tôi học tiếng Hoa được 2 năm rồi. Wǒ xuě hán yǔ xuě lè liàn nén lè. Tức là bây giờ mình cũng còn đang học, học được 2 năm rồi. Sau đây mình đọc lại nhé. Tha yǔ yì xiě DVD fāng zài bīng xiāng lǐ. Tha shuō tha yǐ jīng zhe yāng zuò lè 27 nián lè. Tha tīng shuō, anh ấy nghe nói 40 dù yǐ xiā. 40 độ dì xa là dưới 40 độ. Và chúng ta có cái từ dì xa này là dưới, dưới một cái mốc.
dưới một cái mốc con số nào đó, ví dụ dưới 30 tuổi là 30 tuổi gì xa, 30 tuổi gì xa là dưới 8 tuổi, trên 8 tuổi là 30 tuổi gì sang. Ta có từ gì sang là ngược lại với gì xa. Trên 40 độ là sư sử tu gì sang. Dạ, chúng ta nhớ như vậy. Như vậy, tha thiên số sư sử tu gì xa, anh ấy nghe nói dưới 40 độ sư phang DVD từ truy hậu quân tu. Sư cái gì, là cái gì, là chúng ta tìm cái từ trung tâm đó, là phía đằng sau cái từ tơ đó đó. Sư truy hậu quân tu là cái nhiệt độ tốt nhất, nhiệt độ lý tưởng nhất. Cái nhiệt độ lý tưởng nhất để làm gì thì nó nằm phía đằng trước. Phang DVD tơ truy hậu quân tu, tức là cái nhiệt độ lý tưởng nhất hoặc là tốt nhất để cất giữ DVD. Tha thiên số sư sử tu gì xa, sư phang DVD tới truy hậu quân tu. Nó vừa rồi là cái nội dung chi tiết của bài. Thì sau đây xin mời mọi người cùng đọc theo mình một lần trước ha. David thay sĩ hoan khăn tiên nhìn lơ. Tha mải tờ phán chư, dù ý cơ khở dị khăn tiên nhìn tờ phán chén. Yên quê phải chẳng sĩ hoan khăn tiên nhìn, thiên yên nhuệ. Số dị tha tờ gia lị, dù hẳn tố DVD. Tha dù y xe DVD phăng trai bình xăng lì. Tha sô, tha yì jing zhe yang zuo le 27 nian le. Tha tin sô, sư sư tu yì xa. Sư phang DVD tờ truy hậu quân tu. Và sau đây thì xin mời mọi người nghe mình đọc danh lại một lần nhé. Mọi người có thể nhìn lên màn hình và cũng có thể không nhìn. Tốt hơn là mọi người không nên nhìn. Để nghe thử sau khi là thầy đã giải thích nội dung rồi. Và chúng ta cũng đã đọc một lần rồi. Rồi chúng ta cũng hiểu hết nghĩa rồi. Thì bây giờ chúng ta nghe thử và không nhìn. Thử xem mình có nghe hiểu hết không. Xin mời mọi người nghe mình đọc một lần nha. David thay sĩ hoan khăn tiên nhìn lơ. Tha mải tờ phán chư, dù ý cơ khở dị khăn tiên nhìn tờ phán chén. Yên quê phê sáng sĩ hoan khăn tiên nhìn, thiên yên yê, sổ dị tha tờ gia lị, dỗ hẳn tố DVD. Tha dù ý xe DVD phăng trai bình sáng lị, 他说他已经这样做了27年了。他听说40度以下是放DVD的最好温度。 Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 41 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn này. Chúc mọi người học thật là hiệu quả, học thật vui. Và mọi người nhớ là nghe đi nghe lại nhiều lần rồi phải kể lại. Sau khi kể được cái câu chuyện ngắn này thì xem như là chúng ta mới thành công được. Và kể trôi chảy lưu loát, kể nhanh, không được chậm nhé. Và mọi người đừng quên like và đăng ký. Và nếu như mà chúng ta chưa đăng ký, các bạn like là để cho thầy post lên cho nó nhanh. Xin cảm ơn mọi người.